Yo, hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm qua, cách đây 12 tiếng thì MioHo họ đã có một cái buổi trực tiếp live stream để tường thuật chi tiết những cái mới trong phiên bản cập nhật sắp tới này, cập nhật tháng Giáng sinh, phiên bản 1.2. Thì cái trailer trước đó họ ra mấy ngày rồi, hôm nay thì họ bổ sung thêm chi tiết. Và mình thì mình biết là có rất là nhiều bạn coi rồi, nhưng mà nó là tiếng Anh. Thì hôm nay mình sẽ làm video này, coi như là mình dịch lại tiếng Việt và đồng thời là thêm những quan điểm của mình về phiên bản cập nhật sắp tới, phiên bản Hoàng Tử Phấn và những con rồng. Let's go! Ok, bây giờ là vô phần nội dung. Sau một tiếng đồng hồ ngồi coi live stream thì họ nói rất là dòng dòng. Các bạn biết Bayman rồi mà, Bayman dẫn chương trình mới đầu chứ. Ok, nhưng mà mình sẽ tóm tắt lại cho dễ hiểu, nó không có bị loãng. Đó là trong cái phiên bản cập nhật sắp tới sẽ ra mắt vào Giáng sinh đó, phiên bản 1.2 Hoàng Tử Phấn và những con rồng thì có 4 cái thay đổi chính như sau. Đầu tiên, đó là có sự xuất hiện của hai nhân vật mới. Đầu tiên là Abido, thì khi mà phiên bản ra thì Abido có liền. Kế tiếp là dê dừa. Dê dừa thì nó sẽ ra vào giữa tháng 1, tức là hết cái banno Abido thì dê dừa mới xuất hiện. Chứ dê dừa không có liền ngay đầu 1.2 nha các bạn. Đó, đầu tiên là sự xuất hiện của hai nhân vật mới, hai nhân vật 5 sao, Abido và dê dừa Ganyu. Tiếp theo, sự thay đổi thứ hai đó là xuất hiện của tính năng vùng đất mới Dragon Spy. Vùng đất xương rồng, nhưng mà mình nói theo kiểu của mọi người đi, Long Tích Tuyết Sơn. Ok, thì có thêm một cái vùng đất băng giá Long Tích Tuyết Sơn này, và đi kèm với cái vùng đất này lại là một tính năng vũ khí, xuất hiện những cái vũ khí rèn mới, đó là Dragon Spy, là cái cây giáo mà mình có thể thu nhập từ những cái răng rồng ở trên cái vùng đất này. Chúng ta sẽ kiếm nguyên liệu, sau đó đi rèn cái loại thương mới, thương kiếm. Đơn kiếm nó có nhiều loại lắm. Một chút ấy, mình sẽ mở cái trang web để các bạn coi chỉ số. Thứ ba là xuất hiện hai bộ thánh di vật mới mà rất là nhiều người mong đợi nè. Giờ nó hiện thủy hay băng không có chấn phái. Bây giờ chấn phái ra cho các bạn đây. Đầu tiên là xích băng, thông tin này quan trọng nên mình sẽ nói kỹ một chút. Thì xích băng nếu mình dùng hai món thì nó tăng cho bạn 15% băng sát, sát thương băng. Còn nếu bạn xích 4 món thì nhân vật sẽ được tăng 20% tỷ lệ chí mạng khi đánh vào cái mục tiêu đã bị ghi dấu băng. Và nếu mà nó đóng băng luôn á thì mình sẽ tăng thêm 20% của cái 20% này là khoảng 25% crit rate, tỷ lệ chí mạng. Tiếp theo là xích nước. Xích nước thì cũng giống như xích băng, hai món tăng 15% đâm nước. Và bốn món thì khi mà sử dụng kiểu E thì nó tăng cho tấn công thường và trọng kích 30% trong vòng 15 giây. Ok, vậy thôi. Cuối cùng, cái chuyện thứ tư quan trọng đó là những cái event xuyên suốt trong cái phiên bản 1.2 này. Giống như 1.1 thì mình có ngôi sao đang đến, thử thách bay, đưa đồ ăn mới giờ mình đang làm đó. Thì cái này nó cũng giống vậy, nhưng mà nó mô hình nó khác thôi. Có thể nó dựa trên cái vùng đất mới. Đây có những cái cục màu xám xám này, không biết cục gì trong lúc này thôi. Tới đó mình chơi sẽ biết. Thì cũng giống như là ngôi sao đang đến thì mình cũng mua được mua được nguyên thạch luôn các bạn, 100 nguyên thạch, 80 cục xám xám này. Wow, cái này MioHo chơi lớn nha. Nhưng mà cũng có 3 lần thôi, chắc mình mua được khoảng 300 nguyên thạch cũng được. Người chơi free thì thích điều này lắm, 300 nguyên thạch là cũng được 2 lần quay. Ok, vậy là chúng ta đã điểm qua những cái thay đổi mới trong cập nhật 1.2. Để mình tóm tắt lại cho các bạn nhớ nè. Có hai nhân vật mới đó là Abido và Ganyu. Thứ hai là xuất hiện tính năng vùng đất mới Dragon Spy, Long Tích Tuyết Sơn. Đi kèm với nó là hệ thống vũ khí rèn mới. Thì cái vũ khí mình phải thu thập nguyên liệu trên vùng đất này. Thứ tư là hai cái set nguyên thạch, hai cái set thánh di vật cho hệ thủy và hệ băng. Cuối cùng là những cái sự kiện đi kèm trong suốt phiên bản 1.2 này. Yo, bây giờ tiếp tục là phần đi vào phần chi tiết cái nhân vật.
đầu tiên chúng ta sẽ nói về Abido. Đó, thì thành mình để tóc vàng, hãy nhâm phải tóc vàng thôi. Cái điều mình muốn nói trước tiên về mặt thiết kế đi. Tạo hình của Abido thì cái này nó lại liên quan đến cái khẩu vị của mỗi người, mỗi khác. Cho nên nhiều khi người lại thấy đẹp, người lại thấy không. Bản thân mình thì mình thích những nhân vật cool, ngầu phải không? Kiểu như Yonli. Thì những vật mà kiểu anime dễ thương thế này thì có vẻ không hợp với mình về mặt thiết kế ngoại hình. Rồi, cái phần đó là phần đánh giá về thiết kế ngoại hình bên ngoài. Tiếp theo là phần đánh thường, kỹ năng cũng như nộ. Thì cũng như các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, mình cũng nhìn đi trang các bạn luôn. Thấy là cái đánh thường, cách thức đánh thường nó khá là giống những nhân vật đơn kiếm khác. Chứ nó không có được ưu tiên về cái animation. Kiểu như trong con gì? Con Yonli vừa rồi các bạn thấy là cái trọng kích của nó khác với con thương khác, con Sanglin nha. Còn con này thì trọng kích nó khá là giống Man cũng như là Cat Queen. Không có cái gì đó thay đổi về cái animation. Rồi đây là cái kỹ năng nguyên tố kiểu E của nó. Nó tạo ra cái bông sen. Bông sen này có thể mình có thể vượt chướng ngại vật. Cũng nanh ná kiểu Yonli hay Man. Những con nham thường đều có kỹ năng này. Kỹ năng để vượt chướng ngại vật. Mình cảm thấy nó cũng hơi tù. Đấy, cái kêu hơi nản rồi đó. Kêu kỹ năng nguyên tố. Rồi đây là kêu nổ, kêu quy. Tạo ra một bông sen. Một cái hoa sen bằng đất. Cây sát thương diện rộng xung quanh cũng tương tự như Yonli luôn, khác cái là nó hình ảnh nó khác ra. Yonli từ trời gớt xuống đánh xung quanh, còn nó thì nó cũng đánh xung quanh mà nó khỏi bay lên từ trời gớt xuống, nó đập đất nó lan ra trang, có gì mới mẻ. Về mặt thiết kế nhân vật cũng như thiết kế skill kỹ năng thì mình đánh giá con này nó thấp hơn con Yonli nha các bạn. Tiếp theo là mình coi nó mạnh hay yếu. Mạnh hay yếu thì nhìn ở đây không có được. Nhìn mạnh hay yếu thì mình giới thiệu cho các bạn một cái trang web để mình có coi chỉ số cũng như rất là nhiều thông tin liên quan như là nâng cấp nhân vật cần cái gì, bên cạnh đó là các loại vũ khí. Thì đó là trang web Genshin Hunter World, mình rất là hay dùng để tra cứu thông tin bên cạnh cái diễn đàn chính của Miyoho. Thì thông thường các bạn nên lên đây xem đi, tại vì các bạn nghe thì nó sẽ bị lệch. Mình cũng đưa cho các bạn để các bạn không có bị lệch, các bạn tự tra cứu nó dễ hơn. Dùng của nó nè, dùng nó rất là đơn giản thôi, nó có một cái bảng bên trái thì nên mình muốn xem nhân vật thì mình chọn character. Thì phía trên character, phía dưới character có dòng là Unreleased đó, tức là những nhân vật chưa ra. Còn hả bên trên là character 0 thì những nhân vật đã có rồi. Thì bên phần Unreleased thì nó có Xiao nè, với Dừa, Abido, Rosaria. Nói chung bạn muốn coi con gì mới mà không biết thì lên đi coi. Đó, chỉ số cơ bản, tài năng theo từng cấp level. Rồi những cái nguyên liệu cần thiết để lên, mình biết cái mình sẽ chuẩn bị, mình đi farm. Bên cạnh bên dưới là kỹ năng, các skill, phần trăm. Thì các bạn sẽ coi, các bạn sẽ đánh giá. Thì trên trường hợp tương tự mình cũng bên dưới vừa cũng vậy. Canh Du thì các bạn cũng nên vô đây coi thôi. Tại vì cái trailer nó không có gì hết trơn nha. Trailer nó giới thiệu cái hình ảnh đánh sơ sơ vậy thôi. Mình biết muốn biết mạnh yếu phải vô đây thôi chứ. Nên nó đâu có nói về phần trăm. Phần trăm kỹ năng, phần trăm skill. Rồi, như vậy thì xong phần nhân vật nhé. Xong hai nhân vật mới. Tiếp theo, mà tiếp theo cũng vậy thôi. Trong đây các bạn cũng có thể coi luôn được cái phần mà vũ khí nữa. Cái vũ khí mới thì các bạn nhấp vô cái phần vũ khí. Khí Dragon Spy nè, cái thương Dragon Spy đó. Thì cái này là mình có thể thu thập những cái răng rồng ở trên cái vùng đất mới này. Mình sẽ rèn nó. Nó cũng có những cái loại cho những nhân vật khác nhau. Thương, trọng kiếm, kiếm đơn. Thì bây giờ mình muốn coi được những cái cây này nó như thế nào, nó mạnh yếu ra sao thì mình cũng dùng cái trang web mình nói với các bạn hồi nãy đó, Genshin Hunter World. Thì bây giờ thay vì chọn character thì bây giờ mình chọn weapon, mình chọn vũ khí đó, Dragon Spy đây đó, ngon nha. Cái kiếm rèn 4 sao này nó mạnh hơn những cái cây 4 sao trước đó rất là nhiều. Đây cái dòng tinh luyện nè, cái dòng tinh luyện này có nghĩa là bạn khi mà đánh nó có 60% mình tạo ra một cái vùng AOE với sát thương là 80% lực tấn công của mình. Ngoài ra cái khúc này quan trọng nha, những cái con nào bị dính hiệu ứng băng sẽ tăng 200%, sẽ bị dính tới 200% lực tấn công. Thì về cơ bản những cái loại vũ khí này nó thích hợp cho những con băng. Nhưng mà nếu mà bạn chơi trường phái nghịch kiểu mình làm lúc trước là bạn cho hệ hỏa cầm để nó đánh hiệu ứng tan chảy thì cái hiệu thì nó cũng ghê lắm nha. Ghê lắm nha. Cái nó tan chảy thì 200% thành 400% rồi cho con hỏa cầm. Để hôm nào mình lấy cho đi lắc cầm thử quýnh nghịch chỗ đó, quýnh nghịch được. Đồ cho hệ băng mà lấy hiệu quả cầm đánh kết hợp hiệu ứng tan chảy đó, quýnh nghịch. Được không? Đây tiếp theo là cái phần tấn công căn bản này, nó cũng khá là cao. Level 80 là 497. Cái 480 cộng nó là không phải nha các bạn, 497. Thì nó hơn những cái cây 4 sao trước đó rất là nhiều.
Chứ bạn mở cái link code nè. Ok, 4.49 hơn gần 50, nó cũng kêu 4 sao rưỡi. Nó hơn mẫu có 2 chút xíu, mà hơn link code rất là nhiều, 50 đam luôn. Chắc tương đương mẫu có 2. Đó là tất cả những thông tin các bạn có thể tham khảo về nhân vật cũng như vũ khí ở trên cái trang web Hunter World đó. Rồi, tiếp theo là vùng đất Dragon Spire, Long Tích Tiết Sơn, bốn khu vực trên đây. Thì trên đây thì nó có bốn khu vực này nó cũng sẽ có tương ứng là những cái con quái vật nó khác nhau. Quái vật này cũng mới hơn ta, mình thấy không có mới lắm nha. Nó cũng chính là cái con thực thể Fatui hay lôi lúc trước mình hay thấy á. Lúc nó hơi xét, còn giờ nó qua đây thì thành hơi băng. Chứ con Helichut thì cũng hơi băng. Nói chung là nó cũng làm biến nha, bản thiết kế này không có gì mới, nó cứ lấy lại mấy cái tạo hình cũ mà. Nó lẽ ra nó phải tạo những nhân vật mới để cho nó hấp dẫn, nó hay ho hơn, thấy không? Làm chỉ để có mấy con hay là PC trang cái đổi hình, quên nó đổi cái nguyên tố nó thành quái vật mới. Chơi kỳ vậy. Ok, có con gì mới lạ lạ ta, con trộn với con dê, hai con này mới, với con thủ vệ di tích nhìn cũng lạ ha. À, cái khúc này quan trọng nè, đây có một cái new mechanic mới, đó là cái thước đông lạnh. Thì đại khái là bạn đi lên trên đây á, cái vùng đất bông giá thì bạn sẽ bị lạnh là sẽ bị mất máu từ từ. Đó, lose HP on the circle là cái thước á, mình có một cái thước phía trên cái ống máu mình á. Và nó tùy khu vực nha, không phải khu vực nào cũng rút như nhau, mà có những khu vực lạnh nhiều thì rút nhiều, khu vực lạnh ít thì rút ít. Mà mình muốn giải quyết tình trạng này thì mình phải đi tới mấy cái chỗ nè, như trên hình mình để nè, những cái khu vực mà mình có thể slow down, làm chậm cái thước thước băng, thước lạnh giá đó. Như mấy cục là sưởi nè. Ủa, mình không biết mình dùng con hỏa hỏa nó có bị lạnh không ta? Nếu cái hỏa mà không, nó làm mình bị lạnh là vô lý lắm nha. Mình là nguyên tố hỏa trong người, mình người mình lửa không mà bị lạnh là vô duyên. Trường hợp nó giống như nó giống như là mình đánh mấy cái cỏ các bạn. Mình chơi ly đất, mình đánh cỏ cháy cái mất máu, vô duyên vậy. Tôi có lửa trong người mà tự nhiên sao tôi bị cháy, bị phỏng. Tào lao. Chứ kể mấy con là người mang nguyên tố điện, cách quên quýnh. Quýnh mấy con kiểu mà xung quanh môi trường có nước cái bị điện giật. Kỳ. Mang tốt điện và điện giật chắc là chết từ lời nè, mà đâu cần phải ra chiến trường đánh nhau. Tào lao quá. Ok, đó là tất cả những thông tin mà mình đúc kết được từ cái buổi livestream, cũng như coi những cái thông tin hành lang xung quanh gắn web cũng như Reddit. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn thông qua cái video này. Đây là những cái thông tin chính thức của cập nhật 1.2 sắp tới, ra vào ngày chắc 23 tháng 12 đã sẽ ra. Ok, nếu có gì thay đổi thì mình sẽ cập nhật viết ở dưới mô tả. Ngoài ra mình sẽ ghi cái link trong web Hunter World ở dưới mô tả, các bạn click cho đó coi để tra cứu ha. Và cái clip chính thức của cái Zipak, tức là cái trailer của live stream chính thức của họ đó, thì mình cũng để dưới, các bạn nào giỏi tiếng Anh có thể tự coi. Tại nhiều khi cái trình độ của mình nó cũng nhất định thôi, chứ không phải là quá giỏi, nhưng khi mình nói nó cũng lệch bình thường. Ok, hẹn gặp lại các bạn. Các bạn xin chào.